Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn thức trắng đêm để nghĩ về cuộc đời của mình. Nước mắt của bạn tuôn rơi. Tất cả những gì bạn có được ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của bạn. Bạn đã đối diện với rất nhiều những bóng tối, những năng lượng tiêu cực. Và có những lần bạn thất bại hoặc sa ngã. Nhưng chính sự lương thiện tử tế của bạn đã giúp bạn nhìn thấy ánh sáng bên trong mình. Để bạn nhìn thấy được những sự thật bạn cần phải thay đổi. Bởi vì những năng lượng tiêu cực, những gì bạn đang đối diện lúc đó, không mang lại hạnh phúc đích thực cho bạn. Bạn nhận thức rất rõ ràng, chỉ có tình yêu mới giúp bạn trải nghiệm được hạnh phúc đích thực ở cuộc đời này. Chỉ có tình yêu mới tạo ra cuộc sống cân bằng và vững bền cho bạn. Chỉ có tình yêu mới giúp bạn có thể mang lại nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống này. Bạn đã kiên cường bằng tất cả những sức mạnh bạn có. Bạn không ngừng vươn lên, thay đổi bản thân mình, ngày càng biến đổi mạnh mẽ, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.